Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính: tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp cấp quân khu năm 2022, nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đến dự và chỉ đạo có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng khá toàn diện. Công tác tài chính và hoạt động của ngành tài chính đơn vị đi vào nề nếp chính quy. Lập dự toán, điều hành, chấp hành dự toán ngân sách có nhiều đổi mới, tiến hành linh hoạt, chặt chẽ. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường. Hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra và hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên, bảo đảm kịp thời tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực nghiên cứu nắm vững các nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tài chính, chủ động điều hành, thực hiện tốt việc phân bổ quản lý sử dụng tài chính, tài sản, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên tài chính có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Sáng ngày 10 tháng 6, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn, Quân khu 1 tổ chức khai mạc hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp cấp quân khu, làm cơ sở cho hội thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân năm 2022. Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 1. Hội thi diễn ra với 4 nội dung: kiểm tra xe thiết giáp tốt, khai thác xe thiết giáp giỏi, kiểm tra hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật, kiểm tra đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kiểm tra nhận thức. Kết quả nổi bật ở các nội dung thi kỹ thuật tăng thiết giáp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được đó là đơn vị đã quán triệt triển khai thực hiện các nội dung đúng quy chế, quy định của hội thi, đầu tư, củng cố, sửa chữa, nâng cấp khu kỹ thuật. Quá trình thực hành thi, tình trạng đồng bộ, công tác bảo quản, quản lý kỹ thuật của các phương tiện tăng thiết giáp được duy trì nghiêm túc, đúng quy cách. Chất lượng huấn luyện chuyên ngành, chuyên môn kỹ thuật được triển khai chặt chẽ. Tổ chức thực hành huấn luyện có ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với tài liệu mô phỏng hiệu quả, sát nội dung, đối tượng huấn luyện. Hoạt động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được quan tâm đầu tư đúng mức, hiệu quả thực chất với 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ban giám khảo đánh giá cao. Đánh giá kết quả hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 1, trưởng ban tổ chức hội thi đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã đạt được. Để chuẩn bị tốt cho thi kỹ thuật tăng thiết giáp toàn quân diễn ra trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục củng cố toàn bộ các nội dung, hạng mục đã được Ban giám khảo quân khu chỉ ra tại hội thi hôm nay, tập trung ôn luyện các nội dung thi nhận thức, bảo đảm cho hội thi đạt kết quả cao nhất. Do ảnh hưởng của trận mưa lớn ngày 10 tháng 6 năm 2022, khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, hộ gia đình anh Nguyễn Đức Minh, sinh năm 1975, tại tổ Khuổi Lặng, phường Huyền Tụng đã bị sạt lở ta luy phía sau nhà, may mắn không có thiệt hại về người. Ước thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. Sáng ngày 11 tháng 6, lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Cạn phối hợp cùng chính quyền và các ban ngành của địa phương đã có mặt giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả. Chiều ngày 13 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kiểm tra chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn năm 2022, Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chủ trì kiểm tra. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề, lý luận chung về công tác quân sự, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị, kiểm tra kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng K54 bài 1.1B, kiểm tra điều lệnh đội ngũ, bơi lội.
Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng trình độ, năng lực thực chất của đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện, thành phố, trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn 750, làm cơ sở để từng cán bộ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, tổ chức ôn luyện chặt chẽ, phục vụ quân khu kiểm tra đạt kết quả cao. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên là khâu đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 6 xác định nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong mùa huấn luyện năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đặc biệt quan tâm nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên mà nòng cốt là chất lượng chỉ huy, quản lý, điều hành đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mặc cho cái nắng chói chang của mùa hè, các cán bộ chiến sĩ dự bị động viên khung B thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn 750 và Tiểu đoàn Bộ binh huyện Bạch Thông hăng say tập luyện ở nội dung huấn luyện công tác chuẩn bị chiến đấu ở cấp tiểu đội, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm. Đây là một nội dung khá khó đối với các đồng chí dự bị động viên bởi phải vận dụng nhiều động tác kỹ thuật, chiến thuật cùng một lúc mới có thể hoàn thành đề mục này. Mặc dù rời quân ngũ đã khá lâu, nhưng khi được giáo viên huấn luyện hướng dẫn cụ thể, các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt nhịp với bài giảng và thực hành về kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng được mục đích yêu cầu của nội dung huấn luyện. Ngay sau khi nhận được lệnh gọi tập trung huấn luyện dự bị động viên năm 2022, thì bản thân tôi cũng như tất cả các đồng chí ở trong đơn vị dự bị động viên đã xác định tinh thần tập trung tư tưởng, gác lại một số công việc của gia đình, địa phương để sẵn sàng cho một đợt huấn luyện của năm 2022. Thì đến với đơn vị thì mặc dù đơn vị cũng còn rất khó khăn, nhưng được sự quan tâm của các đồng chí trong đảng ủy chỉ huy đơn vị hết sức tạo điều kiện để tiếp nhận chúng tôi vào huấn luyện. Nội dung huấn luyện của năm nay thì sát với yêu cầu thực tiễn của hiện nay, các đồng chí giáo viên lên lớp thì lấy ví dụ rất sát với thực tế và hướng dẫn tỉ mỉ từng động tác cho anh em chúng tôi. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với thực tế chiến đấu, lực lượng dự bị động viên của Tiểu đoàn Bộ binh 2 Trung đoàn 750 và Tiểu đoàn Bộ binh huyện Bạch Thông được huấn luyện điều lệnh đội ngũ, giới thiệu tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí trang bị mới, có thể vận dụng vào các tình huống chiến đấu ở đơn vị cũng như tham gia xử lý các tình huống tại địa phương. Còn đối với các nội dung học tập chính trị, các cán bộ chiến sĩ dự bị động viên được nghiên cứu nghị quyết các cấp, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang địa phương, từ đó giúp các chiến sĩ nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua huấn luyện lần này, bản thân tôi được trang bị rất nhiều kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và thành thạo các kỹ thuật, chiến thuật. Đây là cơ sở cho chúng tôi sau này về địa phương để cùng xã nhà hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập, cũng như khi có tình huống xảy ra thì chúng tôi sẽ là những người sẵn sàng xung phong đi đầu. Nhờ đã được rèn luyện trong quân ngũ nên những quân nhân dự bị đã có kỹ năng cơ bản và ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự giác cao. Trong thời gian tập trung huấn luyện, từng đồng chí quân nhân dự bị chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, tham gia huấn luyện với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc và xác định tham gia huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng. Từ đó đã xác định tốt tư tưởng, bố trí sắp xếp công việc gia đình, khắc phục khó khăn, tự học tự rèn để trang bị đầy đủ những kiến thức quân sự, chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương giao phó. Thì đã tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là xác định tốt cái nhiệm vụ và tổ chức chuẩn bị giáo án bài giảng thông qua và phê duyệt theo phân cấp. Sau đó tổ chức chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất bảo đảm cho cái nhiệm vụ huấn luyện. Thì đến nay thì chúng tôi đang tổ chức huấn luyện theo cái nhiệm vụ lực lượng cán bộ khung B sĩ quan thì huấn luyện theo phân cấp, còn lực lượng hạ sĩ quan binh sĩ huấn luyện phương pháp, nội dung phương pháp tổ chức duy trì tiểu đội luyện tập thì qua nắm bắt tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì yên tâm công tác và xác định tốt cái nhiệm vụ được giao. Đến nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huấn luyện 3 đợt, kết thúc các đợt huấn luyện đều đạt mục đích yêu cầu đề ra. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên,
nên hoạt động của lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả. Đây thật sự là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Chuyên mục Quốc phòng toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.